14. Hợp tác giữa quốc dân và cộng sản đang lúc quan trọng. Thầy Hạ, thầy Hạ, con hay rồi. Hạnh Di, sao vậy? Đừng vội, từ từ mà nói. Tiểu thư, tiểu thư bị bắt rồi. Cái gì? Chuyện này là thế nào? Hôm qua đội trưởng Mã đến nhà họ Châu, nói tiểu thư là gián điệp của người Nhật. Còn lục soát phòng tiểu thư tìm được cái máy điện báo gì đó. Thầy Hạ, anh nghĩ cách cứu tiểu thư nhà chúng tôi với. Chuyện này rất quan trọng, không thể để bọn họ mặc làm càng. Châu Tĩnh Ba là học sinh của khoa y, là bạn học của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách cứu Châu Tĩnh Ba ra. Kiều Y Y, cô lập tức dẫn giáo học viên tới tòa thị chính kiến nghị, yêu cầu điều tra lại, thả Châu Tĩnh Ba ra. Thầy Hạ, xin lỗi, chuyện này tôi không tham gia. Tại sao? Tôi có việc, xin phép đi trước. Thầy Hạ, không cần cô ta giúp, chúng ta tự nghĩ cách. Các bạn, ai đồng ý giúp thì đi theo tôi. Đi thôi. Trung đoàn 226 hiện đang ở đây. Báo cáo. Vào đi. Trung đoàn trưởng, trưởng ban lưu của quân thống muốn gặp anh. Xin chào trung đoàn trưởng Ngô. Có chuyện mới đến tìm tôi. Nói đi, có chuyện gì? Một chuyện to như bản đồ mật bị trộm. Trung đoàn trưởng Ngô, sao anh có thể không nghe nói? Nghe nói rồi. Quân thống các anh trước giờ đều rất kín đáo. Sao vậy? Nghi ngờ là do tôi làm à? Trung đoàn trưởng Ngô, khoan hãy vội. Hôm nay tôi đến điều tra theo lệ, hỏi vài câu. Chắc anh cũng biết, những ai từng tiếp xúc qua bản đồ, chúng tôi đều phải điều tra. Thủ tục là như thế. Mong trung đoàn trưởng Ngô phối hợp. Đừng nói chuyện thủ tục với tôi. Lúc tôi đánh trận, các anh ở trong gian phòng uống trà xem báo. Bây giờ gặp chuyện rồi thì lại nói chuyện thủ tục với tôi. Trung đoàn trưởng Ngô, có cần phải thế không? Chức vị tôi thấp hơn anh, tính ra thì anh cũng là cấp trên của tôi đúng không? Hôm nay tôi đến cũng không làm anh mất bao nhiêu thời gian. Anh chịu phối hợp, sớm ngày tìm ra gián điệp. Mọi người đợi bớt việc. Có gì thì nói nhanh, không thấy tôi đang bận à? Tối hôm bản đồ mật bị trộm, trung đoàn trưởng Ngô anh đã ở đâu? Trụ sở. Ở với ai? Có người làm chứng không? Muốn nhân chứng à? Tôi cho các anh cả một trung đoàn đã đủ chưa? Trung đoàn trưởng Ngô, anh ở trụ sở cả đêm, có đi nơi nào khác không? Có. Sau đó tôi có đến đại học y khoa, họ tổ chức hoạt động quyên góp, tôi đến tham gia. Có gặp ai đặc biệt không? Có ai mà đặc biệt? Đều là sinh viên trai trẻ. Tôi từng làm giáo viên quân sự ở đại học y khoa. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có. Chỉ là trong số sinh viên đó có người có vấn đề. Ai có vấn đề? Châu Tĩnh Ba. Trung đoàn trưởng Ngô, chắc là anh quen thân nhỉ? Châu Tĩnh Ba, tôi quen. Chính là cô ấy mời tôi đến đại học y khoa. Sao vậy? Cô ấy có vấn đề gì? Châu Tĩnh Ba đã bị bắt giam rồi. Theo những gì chúng tôi biết, cô ta là gián điệp của người Nhật. Cái gì? Châu Tĩnh Ba là gián điệp? Anh có nhầm lẫn không đó? Chứng cứ rành rành, còn lục soát ra được mấy điện báo do Nhật sản xuất trong nhà cô ta. Cô ta là gián điệp? Trung đoàn trưởng Ngô, anh giật mình như vậy là có hai khả năng. Một, anh không biết gì về thân phận của cô ta. Hai, anh và cô ta có quan hệ đặc biệt nào đó. Các người chỉ biết hãm hại người nhà. Nếu tôi biết cô ấy là gián điệp Nhật, tôi đã bắn chết cô ta rồi. Còn cần anh nói hả? Trung đoàn trưởng, Châu Tĩnh Ba không thể nào là gián điệp Nhật Bản được. Có khi nào là hiểu lầm không? Tham mưu trưởng Trần, xem ra anh cũng quen thân với cô ta. Phải, tôi quen thân với cô ấy. Cô ấy thường xuyên tham gia hoạt động kháng Nhật, sao có thể là gián điệp được chứ? Tôi mặc kệ ai là gián điệp. Dù sao thì tôi cũng không biết gì cả. Nhưng những gì Châu Tĩnh Ba nói có vẻ không giống như trung đoàn trưởng. Dớ dẫn, đừng có dở trò này với tôi. Nhìn kỹ cho tôi. Nhát chém này là do bọn giặc chém. Với súng này là bị bắn lúc cứu tư lệnh sư đoàn. Tôi nói cho anh, tôi đi lên từ bom đạn. Đừng có mà dám ba lời dọa nè. Ra diễn trước mặt tôi, vô dụng tôi. Sư đoàn trưởng đến. Thành Dũng,
Lúc nãy tôi có đi dài vòng quanh danh địa của cậu. Quả nhiên anh cũng tài giỏi. Sư đoàn trưởng, có chuyện gì vậy? Sư đoàn trưởng, trưởng ban lưu của quân Tống nghi ngờ trung đoàn trưởng trộm bản đồ mật, hiện đang điều tra. Cái gì? Chẳng ra thể thống gì. Sư đoàn trưởng Diệp, tôi nghe lệnh của trạm trưởng Diêm, làm theo thủ tục tôi. Gài nút áo lại đi. Rõ. Trở về nói cho trạm trưởng Diêm, trung đoàn trưởng Ngô là người của tôi, có chuyện gì bảo anh ta đến tìm tôi. Không dám, không dám. Sư đoàn trưởng Diệp, tôi xin phép ra về. Thành Dũng, có những chuyện không cần để trong lòng. Đây là nhiệm vụ của quân Thống. Nói gì đánh mất bản đồ là chuyện rất quan trọng. Tôi nghe nói bắt được một tên gián điệp, còn là sinh viên. Sư đoàn trưởng, vị sinh viên này tên là Châu Tĩnh Ba. Tôi có gặp qua cô ấy mấy lần. Cô ấy thoạt nhìn rất đơn thuần. Tôi thực sự không phát hiện ra cô ấy có vấn đề gì. Sư đoàn trưởng, tôi dám đảm bảo Châu Tĩnh Ba không phải là gián điệp. Tham mưu trưởng Trần, cậu lấy cái gì chứng minh? Hàn Dân, chuyện này cậu đừng xen vào. Chuyện của Châu Tĩnh Ba tôi phải xen vào. Cậu xen vào kiểu gì? Y Y, dù mọi người có nói gì về cô, tôi vẫn sẽ tin cô. Thật à? Cô tình nguyện tin tôi? Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt mà. Nhưng bây giờ không một ai chịu tin lời tôi cả. Cả nhà họ Châu đều căm hận tôi. Hạnh Nhi cũng căm hận tôi. Họ đều cho rằng tôi làm hại Tĩnh Ba. Nào, uống nước đi. Tĩnh Ba vừa bị bắt, đã có kẻ đến trộm đồ. Chuyện này quá kỳ quặc rồi. Nếu không bị cô bắt gặp thì mấy điện báo đã bị người ta trộm mất rồi. Vậy thì đội trưởng Mã sẽ không tìm được gì. Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Tại sao hôm đó tôi lại là người bắt gặp hắn chứ? Lúc trước cô có từng gặp người đó không? Chưa từng. Y Y, cô ngẫm lại thử xem. Cô và Tĩnh Ba là chị em tốt, từ sáng đến tối đi đâu cũng có nhau. Cô thực sự chưa từng gặp người đó sao? Hay là lúc trước cô đã từng gặp hắn ở đâu đó? Nhìn thấy hắn đi cùng với Tĩnh Ba. Nếu là như thế thì hắn chính là đồng lõa với Tĩnh Ba. Anh Tử, cô nhắn nhở mới nhớ, hình như là tôi có gặp hắn ta ở đâu đó rồi. Nhưng gặp ở đâu thì tôi không nhớ. Y Y, cô xem, cô và Tĩnh Ba là bạn bè thân thiết. Cô ấy lại giấu cô một bí mật lớn như thế. Cô tin tưởng cô ấy, cô ấy lại lừa dối cô. Tôi nhớ lúc trước cô có nói mình từng nhìn thấy rất nhiều vật chứa và dược phẩm kỳ quái ở hiệu thuốc nhà họ Châu. Cô hỏi cô ấy lại giấu giếm không nói cho cô. Phải. Lúc đó tôi nghĩ rằng Tĩnh Ba sợ liên lụy đến tôi mới không cho tôi giúp. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hình như cô ấy có rất nhiều bí mật. Một cơn bệnh kỳ lạ, chỉ trong thời gian ngắn mà cô ấy để làm thí nghiệm ra thuốc. Chuyện này cũng rất kỳ quái. Cô là sinh viên xuất sắc của trường y, cô am hiểu chuyện này hơn tôi. Trừ khi cô ấy đã biết loại vi khuẩn này từ trước, đồng thời từng nghiên cứu nó. Nếu không thì làm sao cô ấy biết được? Anh Tử, cô đừng nói nữa. Cô càng nói tôi càng cảm thấy khó chịu. Đội trưởng Mã bảo tôi ngày mai đến đội trinh sát trình bày tình hình. Tôi thực sự là không biết có phải nói như thế nào. Tôi không muốn che giấu sự thật, nhưng tôi sợ nói sai gì đó thì làm hại Tĩnh Ba. Tôi sắp đi mất rồi.
Yi à, nếu Tỉnh Ba thực sự là gián điệp Nhật Bản, cô có nói gì cũng không cứu được cô ấy. Mấy điện báo chỉ là một trong những chứng cứ. Đội trinh sát đã làm le cô ấy từ lâu rồi. Bây giờ chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cô phải nói ra sự thật. Như vậy không chỉ trả lại sự trong sạch cho bản thân, Mà còn là lương tâm mà một người Trung Quốc phải có. Vì vậy, nếu cô quen người đó thì cô phải nói cho đội trưởng Mã. Đã hiểu chưa? Như vậy mới tốt cho cô. Cảm ơn anh Tử. Nghe cô nói xong, tôi cảm thấy mình thanh thản hơn nhiều rồi. Ngày mai tôi sẽ đến đội trinh sát trình bày rõ sự thật. Được. Đây cha. Cha, con dám đảm bảo Châu Tỉnh Ba không phải là gián điệp Nhật Bản. Cha chỉ cần nói vài câu bảo vệ cô ấy thôi, có được không? Hàng Dân à, con nghĩ đó là đâu chứ? Là nơi để Trung đoàn 189 của con lên mặt à? Chuyện này rất nghiêm trọng, cha cũng không xem vào được. Có xem vào được thì cha cũng không dám ra mặt. Cha và sở trưởng Phan là chỗ quen biết mà. Cha nói một câu ông ấy có thể từ chối sao? Với lại Châu Tỉnh Ba là đại tiểu thư, cô ấy không chịu nổi khổ cực đâu. Mấy ngày này còn chưa phán tội, cô ấy sẽ chết vì khổ mất. Còn không biết gì hết. Gián điệp Nhật Bản lẻn vào trường, chắc chắn là có âm mưu gì đó ở Trường Sa. Gần đây bắt được vài tên đặc vụ về Hán Giang cung cấp tình báo cho quân Nhật. Bộ tư lệnh phòng thủ thành phố ra lệnh đều phải bắn chết. Cha, ý cha là tên của Châu Tỉnh Ba xuất hiện trên danh sách xử bắn, giữa lúc này ai dám đứng ra đỡ cho cô ta? Khác gì tìm chết chứ. Ông đây mặc kệ, Châu Tỉnh Ba không thể chết. Lần này con nhất định phải cứu. Thằng khốn, mày làm ông của ai đấy? Không biết điều. Con bốc đồng như vậy, không chỉ không cứu được Châu Tỉnh Ba mà còn khiến bản thân mình tiêu đời. Cha cảnh cáo con, tỉnh táo lại cho cha. Cha, vậy con đi đi. Cút. Trạm trưởng, tôi đã gặp toàn bộ quan chức tham gia hội nghị mật hôm đó, không có sơ hở gì. Ngô Thành Dũng thì sao? Tôi đến Trung đoàn 189, Ngô Thành Dũng rất kín miệng. Tôi lấy Châu Tỉnh Ba làm mồi dụ, có vẻ như anh ta cũng sống chết mặc bay, xem ra không phải là đồng bọn. Trạm trưởng, thẩm vấn suốt một ngày một đêm, Châu Tỉnh Ba vẫn khăng khăng mình bị quan. Em thấy thế nào? Em thấy cô ta không hề đơn giản. Bây giờ chưa phải là lúc kết luận. Được rồi, các cô cậu vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Rõ. Trạm trưởng, Châu Tỉnh Ba sẽ bị phán thế nào? Xử bắn. Sao vậy? Có chuyện gì à? Chuyện này vẫn chưa điều tra rõ. Nhỡ những lúc khẩn cấp, ta giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chưa kể lục soát điện báo ở trong nhà của ta, đây là sự thật, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được bản đồ mật. Châu Tỉnh Ba không mang theo, trong nhà cũng không có. Em sợ là bản đồ mật đã bị gửi đi rồi. Phải nhanh chóng tìm được bản đồ mật. Nếu không, để nó rơi vào tay của người Nhật, hậu quả sẽ không thể lường được. Nếu thấy cần thiết, hãy mời sở cảnh sát phối hợp làm việc. Rõ. Sao anh lại đến đây? Bây giờ là lúc khẩn cấp, anh cần phải cẩn thận hơn một chút. Chuyện Châu Tỉnh Ba là thế nào? Họ nghi ngờ cô ta. Tôi chỉ là mượn dao giết người mà thôi. Vậy tức là mấy điện báo là do cô sai người bỏ vào nhà họ Châu. Chút kỹ xảo mà thôi, không ngờ có thế một mũi tên trúng hai con chim. Giờ thì tốt rồi, không thể chỉ có thể giải quyết Châu Tỉnh Ba, còn có thể khiến hiệu thuốc của nhà họ Châu đóng cửa. Thông minh. Đã gửi bản đồ đi chưa?
Tối mai tôi sẽ cử người mang đi. Cô phải cẩn thận đấy. Mấy hôm nay vì bản đồ này mà tôi cũng phải bị điều tra. Anh có ứng phó được không? Ứng phó với người của quân Tống dễ như trở bàn tay. Chưa kể tôi từng cứu sư đoàn trưởng, có vô số chiến công, một anh hùng như tôi mà cũng bị nghi ngờ, thì quốc dân đảng sẽ mất lòng dân lắm. Vậy thì tốt, nhưng anh phải cẩn thận. Phải rồi, bộ đội nhảy dù sắp đến rồi. Thật à? Mong là mọi chuyện thuận lợi. Số lượng vi khuẩn lần này sẽ rất nhiều. Tôi đã sắp xếp cả rồi. Chỉ cần lính nhảy dù mang vi khuẩn có thể đến Trường Sa an toàn, tôi khiến Trường Sa thành một thành phố chết trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, quân đội của chúng ta sẽ thuận lợi chiếm lấy Trường Sa. Ê cô, chúng ta phải chúc mừng thôi. Chuyện này phải làm sao đây? Nhà họ Châu này có hán gian thật à? Đủ rồi, bây giờ bà cằn nhằn mấy chuyện này có tác dụng gì không? Hiệu thuốc đóng cửa rồi. Tôi đang tiếc cho gia sản nhà mình đây. Lúc nãy tôi ra ngoài một vòng, hàng xóm ai ai cũng chỉ chỏ chỏ. Tôi còn sống sao nổi nữa? Sao vậy? Đại tiểu thư nhà họ Châu sắp bị sự bắn rồi. Cái gì? Con nhỏ chết tiệt này, bị mù à? Ly trà này quý lắm đấy, cô có tiền bồi thường không? Dì phu nhân, bà vừa nói cái gì? Tiểu thư sắp bị bắn à? Phải, phải. Nếu lão gia còn sống, sẽ bị nó chọc tức chết đấy. Tôi hiểu mà. Châu Tĩnh Ba là bạn bè của cô bao nhiêu năm nay? Cô rất khó xử, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người. Tôi muốn cô đối chất trực tiếp với cô ấy. Nếu những gì cô nói là thật, thì hãy đi theo tôi một chuyến. Ý của cô là sao? Châu Tĩnh Ba sẽ bị xử bắn à? Cô không nên hỏi chuyện này. Đi thôi. Y, Tĩnh Ba, cô sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Sao vậy? Tĩnh Ba, tôi... Y, rốt cuộc cô bị sao vậy? Kiều tiểu thư, phiền cô lần nữa thuật lại mọi chuyện. Có chuyện gì vậy? Tĩnh Ba, xin lỗi, cô đừng trách tôi. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô nói đi, đừng sợ. Anh lính, xin anh giúp đấy. Cho tôi gặp tiểu thư nhà tôi đi. Không được, không có giấy thông hành, không ai được vào. Anh lính, xin anh đấy. Anh chăm chứa cho tôi đi. Không được, không được, đi mau. Đi mau đi, cô không được vào. Có chuyện gì vậy? Mẹ tôi bảo tôi đến lấy về theo. Vào đi. Có chuyện gì? Số 1 muốn tôi mau chóng chấp hành. Tôi tìm khắp chỗ của trung đoàn trưởng rồi.
Đừng nói đến bản đồ mật, cả tới giấy tờ mật cũng không có móng nào. Có khi nào họ nghi ngờ nhầm người rồi không? Trung đoàn trưởng bị điều tra, thật chẳng hiểu ra sao. Tôi nghi ngờ người y y nhìn thấy cố ý bỏ máy điện báo vào phòng của cô ấy để hãm hại Tỉnh Ba. Đúng vậy. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được chứ. Trộm vừa mới vào nhà thì lục soát được máy điện báo ngay trong đêm. Nhưng bây giờ Kiều Y Y lại khẳng định người đó đến để lấy máy điện báo đi. Cái cô Kiều Y Y này chẳng biết gì hết. Khẩu cung của cô ấy sẽ có thể trở thành chứng cứ lợi hại nhất, manh mối có thể rửa tội cho Tỉnh Ba. Chính là bắt được tên trộm đã đột nhập vào Châu Phủ hôm đó. Nếu tôi không đoán sai, hắn chính là gián điệp Nhật Bản. Trường Sa rất lớn, bắt một tên trộm nói dễ hơn làm. Kiều Y Y đã nhìn thấy tên trộm mà. Thầy Hạ, anh đừng tìm cô ta nữa, cô ta sẽ không giúp chúng ta đâu. Tôi đang nghĩ, nếu bản đồ mật thật sự rơi vào tay của người Nhật, chắc chắn chúng sẽ tìm cách mang nó ra khỏi thành. Thay vì điều tra tên trộm đó, chi bằng chúng ta kiểm tra bến tàu, bến xe. Chỉ cần tìm được bản đồ đó, chúng ta sẽ cứu được Tỉnh Ba. Cách này rất hay, nhưng điều tra kiểu gì đây? Tôi có cách. Tôi lập tức đi tìm sở trưởng Phan. Được. Nếu như anh có thể mời được sở cảnh sát ra mặt, chuyện này sẽ thành công một nửa. Tôi sẽ tập hợp trung đoàn huấn luyện, phối hợp hành động với anh. Hàn Dương, thời gian rất gấp. Nếu đêm nay không tìm được tên đặc vụ đó, thì Tỉnh Ba thật sự sẽ trở thành kẻ chết thay. Yên tâm đi, tôi sẽ không để Tỉnh Ba chết. Chào sếp. Có phát hiện gì không? Không phát hiện gì khả nghi. Cảnh giác cho tốt. Rõ. Đi đi. Khoan đã. Làm gì đó? Đi đi. Đứng lại. Đứng lại. Đã kiểm tra rồi mà sếp. Hình như tôi đã từng gặp anh. Chắc anh nhận nhầm người rồi. Anh đang cầm cái gì đấy? Kinh Thánh. Đưa tôi xem. Đứng lại. Đứng yên, không được cử động. Thả tôi ra. Đứng yên. Dẫn đi. Trung đoàn trưởng, muộn thế này rồi vẫn chưa ngủ à? Cậu đi đâu đấy? Tôi đi làm một chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Tìm được bản đồ mật rồi, còn bắt được một tên đặc vụ Nhật Bản giả làm cha xứ. Trung đoàn trưởng, bây giờ anh có thể an tâm rồi. Sẽ không còn có ai nghi ngờ anh nữa. Cậu nói cái gì? Tìm được bản đồ mật rồi. Tìm được rồi. Tốt. Rất tốt. Vì cậu đã lập công nên chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Sau này phải biết giữ kỷ luật, không được tự tiện hành động. Về đi. Trung đoàn trưởng, anh cũng nghỉ ngơi sớm. Theo dõi cậu ta. Rõ. Nói đi. Ai sai bảo ngươi? Tôi chỉ mang bản đồ ra khỏi thành theo lệnh thôi. Sẽ có người đón tôi. Những chuyện khác tôi không biết gì hết. Tôi nói. Nói đi. Biết gì thì nói hết ra. Tôi nghe theo lệnh.
đến nhà họ Châu, bỏ máy điện báo vào. Cứ điểm của các người ở đâu? Trước khi tôi đi, cứ điểm đã bị phá hủy rồi. Ai ra lệnh cho ngươi? Một cô gái. Tốt lắm. Vẽ ra cho tôi. Ý cô là từ giờ trở đi chúng tôi đều do anh ta quản lý. Ông chuẩn bị rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm. Ngoài ra ông ra ngoài phải chuẩn bị đi, xem vũ trường có gì bất thường không. Được. Bộ đội nhảy dù sắp đến. Anh có xác nhận địa điểm hạ cánh chưa? Rồi. Tôi đã xem xét kỹ khu vực trường đàm rồi, khá hiểu lắm. Sau khi hạ cánh có thể dễ dàng ẩn nấp. Được. Hành động lần này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chiến tranh sinh học, không thể xảy ra sai sót nào. Được, tôi biết rồi. Người tiếp đón được chọn phải đáng tin, biết chưa? Nhớ rõ, đây chính là thời gian hạ cánh. Anh phải chuẩn bị xong xuôi từ trước. Rõ. Được rồi, vậy tôi đi đây. 5 phút nữa anh hãy đi ra. Rõ. Sống. Không được chạy. Báo cáo. Vào đi. Tổ trưởng, đặc vụ vừa bị bắt đã khai hết khi bị tra khảo. Xem ra Châu Tỉnh Ba vô tội rồi. Không hay. Hôm nay là ngày xử bắn Châu Tỉnh Ba. Dẫn người đi cứu ngay. Đội trưởng Mã, anh làm tôi giật cả mình. Đây là lệnh của Bộ Tư lệnh Phòng thủ thành phố. Theo điều tra, Châu Tỉnh Ba đã bị hãm hại, vô tội thả ra. Bỏ súng xuống, nhanh lên. Bỏ súng xuống.
Tốt quá. Vị lão gia, chuyện này là hiểu lầm. Tôi tự mình đưa Châu tiểu thư về. Nhà họ Châu các ông trong sạch. Điều tra rõ là tốt rồi. Đội trưởng Mã, anh vất vả rồi. Bổn phận của tôi thôi. Tôi về đây. Được. Trở về. Đằng sau. Quay. Đi đều bước. Tiểu thư, ngày nào em cũng có Bồ Tát phù hộ, chắc chắn cô được bình an. Em ngốc quá. Chú hai, cháu xin lỗi. Cháu khiến cho chú phải lo lắng rồi. Tiểu thư, chúng ta mau về thôi. Nhìn cô bị thương kìa. Không sao, đi thôi. Tỉnh ba. Trạm trưởng rất hài lòng với cách làm của cô. Vì vậy chúng tôi giữ lời hứa, cho cô và cha cô đoàn tụ. Chờ một chút. Tôi đã giúp cô và cha cô thuê một căn nhà. Kiều tiểu thư, từ khi cô đồng ý giao dịch này, cô đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Nhưng dù có thế nào, Châu Tĩnh Bà đã được thả ra rồi. Tuy cô mất đi bạn bè, nhưng cô ấy còn sống. Còn sống mới là quan trọng nhất, phải không? Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này. Nhưng tôi muốn khuyên cô một câu. Tốt nhất hãy nên tỉnh táo tinh thần đi. Bây giờ cha cô đã được thả ra rồi, nhưng ông ấy vẫn không thể rời khỏi Trường Sa. Nếu có xảy ra chuyện gì nữa, ông ấy sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Đã rõ chưa? Trạm trưởng, sao rồi? Đã làm theo kế hoạch. Tốt. Một tên hán gian sừng sỏ ra khỏi tù. Nhân viên tình báo của Nhật sẽ không ngồi yên đâu. Chúng ta phải lợi dụng cho tốt con mồi câu này. Rõ. Tư Kỳ à, quãng thời gian cô đến Trường Sa thực sự vất vả rồi. Tuy việc điều tra Ngô Thành Dũng không có tiến triển gì, nhưng có thể xem như đã nắm bắt một chút manh mối. Phương Lị Na đã đi theo em, học được không ít rồi. Tư Kỳ không dám nhận. Chuyện về Châu Tĩnh Ba, em không giải quyết ổn thỏa. Trung Khánh vừa gửi điện báo, gọi em mau quay về. Thầy thật sự không nỡ để em đi. Nhưng một nhân vật tài ba như em, ai ai cũng muốn, thầy muốn giữ lại cũng không được. Thầy quá ghen rồi. Thế này đi, em bàn giao những việc mình đang làm cho Phương Lị Na. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Trùng Khánh thì nhanh chóng quay về giúp thầy. Rõ. Hằng Nhi, Tĩnh Ba có nhà không? Cô còn đến đây làm gì? Tôi biết cô hận tôi. Tôi chỉ là muốn gặp Tĩnh Ba mà thôi.
Cô còn mặt mũi đến gặp tiểu thư nhà tôi à? Cô suýt chút nữa là hại chết cô ấy rồi. Cô có biết không? Giờ lúc tôi còn chưa điên lên thì cô đi đi. Hạnh Di, tôi biết bây giờ có nói gì thì các cô cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng tôi thực sự không cố ý hại Tĩnh Ba. Tôi... Mang đồ của cô đi nhanh đi. Nơi này không quan nghênh cô. Đi đi. Đi đi. Trời có nhà họ Châu. Nơi này không quan nghênh cô. Đi đi. Tôi nói này, cô ta là con của Hán Giang. Là cô ta đấy, cô ta còn dám đến đây. Y Y, làm gì vậy? Đáng đời, cha cô là Hán Giang, cô lại hãm hại Tĩnh Ba, đúng là đồ vô liêm sỉ. Kiều Y Y, tôi mà là cô, tôi sẽ tìm cái khe mà chú vào. Cả nơi này cũng không dám ra ngoài. Các cô làm gì vậy? Phải, còn có mặt mũi đến trường. Là tôi thì tôi đã không có mặt mũi rồi. Y Y, Y Y, Y Y. Cô đi đâu đấy? Cô đến tạm chỗ của tôi đi. Thay quần áo ướt ra, không thì sẽ bị cảm đấy. Không được, Y Y. Cô nghe tôi nói đi. Đi thôi. Đi thôi. Tỉnh Ba. Tham mưu trưởng Trần, sao anh lại đến đây? Tôi đến đón cô. Sao vậy? Sợ tôi bị bắt vào tù nữa à? Có đau không? Tĩnh Ba, cô không giống với những cô gái khác. Người khác gặp phải chuyện này sẽ bị dọa đến chết. Nhưng hình như cô không hề sợ hãi. Không phải chỉ có quân nhân các anh không sợ chết. Vậy thì tôi phải thay đổi cách nhìn về cô rồi. Tôi nghe nói lần này Trung đoàn trưởng Ngô cũng bị điều tra. Trung đoàn trưởng Ngô là anh hùng của bọn tôi. Trên người mang không ít viên đạn. Anh ấy sao có thể là gián điệp được chứ? Tôi thấy chắc là do quân thống quá rảnh rỗi thôi. Hôm đó tôi nghe Trung đoàn trưởng Ngô nói với tôi, lực lượng canh phòng có thay đổi, phải rời khỏi Trường Sa, nên ông ấy không thể đến trường. Là thật à? Tôi thực sự không biết Trung đoàn trưởng Ngô suy nghĩ thế nào. Nhưng có điều, chúng tôi chắc chắn sẽ không rời khỏi Trường Sa. Chúng tôi chỉ bị điều động đến Đông Trường Sa thôi. Ra là thế. Nói cho cô cũng không hiểu.
Tỉnh Ba, cô đã đắc tội với ai? Tại sao vẫn luôn có người muốn hãm hại cô? Tôi cũng không rõ. Một sinh viên bình thường như tôi có thể đắc tội với ai chứ? Nhưng lần này tôi phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Không thì e là tôi đã mất mạng rồi. Tôi vẫn chưa cảm ơn anh nữa. Vậy không thể cảm ơn chỉ bằng lời nói. Hãy dùng hành động. Cho tôi một chút mặt mũi đi. Tôi muốn đến một nơi. Anh dẫn tôi đi được không? Nơi nào? Chính Dương Cung. Vì trạm tình báo mật này của Nhật mà suýt chút nữa tôi đã bị mất mạng. Vì vậy tôi muốn biết rốt cuộc nơi đó là thế nào. Không có gì khó. Tôi có thể dẫn cô đi ngay. Được.